quý vị và các bạn, đúng ngày này cách đây 25 năm, tỉnh Hưng Yên và tỉnh Hải Dương được tái lập, tách ra từ tỉnh Hải Hưng. Đan xen niềm vui khi tái lập là vô vàn khó khăn thiếu thốn. Nhân sự kiện này, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin trân trọng giới thiệu tới quý vị và các bạn hình ảnh tư liệu trên một số lĩnh vực. Qua đây giúp cho quý vị và các bạn cùng nhìn lại bối cảnh những năm đầu khó khăn thiếu thốn ra sao để thấy được thành tựu kinh tế xã hội mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hưng Yên đạt được sau 1/4 thế kỷ. Đây là hình ảnh tư liệu lễ tái lập tỉnh Hải Dương và tỉnh Hưng Yên ngày 1 tháng 1 năm 1997, sau gần 30 năm sáp nhập thành tỉnh Hải Hưng. Hưng Yên trở về với tên gọi được vua Minh Mệnh đặt từ cuộc cải cách hành chính quy mô năm 1831. Niềm hân hoan phấn khởi, đan xen vui mừng khi được trở về vùng quê văn hiến của những người con Hưng Yên là nỗi lo về khó khăn thiếu thốn đang chờ đợi phía trước. Bản thân huyện của người đã nằm ở huyện thuần nông rồi, cái thủy lợi nó quan trọng nhất thì lại là khó khăn về ghi lẽ là mình ấy là không có trạm bơm tiêu chủ động thì phụ cử là nơi rồi quậy trúng nhất tỉnh đấy. Thế mà như vậy là tiêu ấy thì hoàn toàn phải phụ thuộc vào huyện ngoài, tỉnh ngoài. Mới tái lập tỉnh có cái câu là đường ngân thi thì xe gì về cũng hỏng, hệ thống giao thông rất khó khăn, cho nên ngay từ những cái khóa ở đầu ấy thì nghị quyết của ban chấp hành và nghị quyết của huyện đảng bộ đã xác định muốn phát triển công nghiệp, nông nghiệp và phát triển kinh tế thì giao thông phải là đột phá. Khó khăn căn bản những năm đầu khi tái lập tỉnh đó là cơ sở vật chất, hạ tầng giao thông ở tất cả các huyện thị của Hưng Yên rất thấp kém, lạc hậu. Thu nhập của người dân chủ yếu là từ nông nghiệp, đồng ruộng manh mún, giá trị thu trên hecta canh tác đạt thấp. Lao động lại tập trung chủ yếu ở nông thôn chưa qua đào tạo. Công nghiệp hầu như không có gì, giá trị sản xuất không cao. Khi đó, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh Hưng Yên là trên 20%, thu ngân sách lúc tái lập tỉnh đạt khoảng 100 tỷ đồng, là một trong ba địa phương có số thu thấp nhất cả nước. Cùng với đó là khó khăn về thiếu cán bộ chuyên môn, phương tiện và trụ sở làm việc trong hệ thống cơ quan đảng và cơ quan nhà nước. Lực lượng cán bộ mà khi chúng ta chuyển giao về Hưng Yên, thì hầu hết lãnh đạo các sở ngành làm cấp phó, người chủ trì cấp trưởng đó về Hưng Yên là rất ít. Vì lẽ đó cho nên là chúng ta vừa thiếu về cán bộ, vừa hạn chế về năng lực để mà chủ trì điều khiển các công việc trọng yếu của tỉnh. Sau 25 năm tái lập, với sự bền lòng vượt khó, đoàn kết một lòng, Hưng Yên đã đạt được kết quả to lớn trên các mặt kinh tế xã hội. Toàn tỉnh thu hút trên 2.000 dự án đầu tư, quy hoạch 15 khu công nghiệp, đã có 7 khu công nghiệp hoạt động. Năm 2017 đã tự cân đối ngân sách, có một phần nộp về Trung ương. Năm 2020, Hưng Yên là một trong ba tỉnh đầu tiên của cả nước trở thành tỉnh nông thôn mới. Thu ngân sách năm 2021 đạt trên 19.000 tỷ đồng, tăng trên 200 lần so với khi mới tái lập tỉnh. Thu nhập đầu người tăng gấp hơn 30 lần so với khi mới tái lập, với mức trung bình đạt 87,7 triệu đồng một người trên năm, là tỉnh đứng thứ 10 có thu nhập cao trong cả nước. Người nông dân nếu như trước khi tái lập tỉnh thì còn rất là vất vả, kiếm ăn thật sự là khó khăn. Bây giờ phải nói thẳng một câu là gần như là lột xác. Bây giờ đi trên đường rất là thênh thang, xe pháo các nơi về mua hàng hóa tại địa phương là rất là nhiều. Người ta không phải lo cái ăn cái mặc mà trực tiếp bây giờ về như thế nào ăn ngon, mặc đẹp. Chúng ta tin tưởng rằng trên nền tảng của tỉnh có bề dày lịch sử và truyền thống văn hiến lâu đời, Đảng bộ luôn đoàn kết, nhân dân cần cù năng động, đã đạt nhiều thành tựu kinh tế xã hội trong 25 năm qua. Hưng Yên sẽ tiếp bước thắng lợi, sớm trở thành tỉnh công nghiệp, cùng với các tỉnh thành trong cả nước, đưa Việt Nam trở thành quốc gia hùng cường.